ngày hôm nay là chú Trọng và Mạnh Thường Quân ghé thăm nhà của Yến nè. Bây giờ là con có muốn chú Trọng mua cho con cái gì không? Con muốn mua bánh kẹo và dép và cặp sách. Con muốn mua bánh kẹo và dép và cặp sách. Thế bây giờ con muốn mua cái gì? Con đọc lên cho chú nghe xem nào. Bánh. Mua bánh đúng không? Với gì nữa? Kẹo. Kẹo. Gì nữa? Dép. Dép. Với gì nữa? Sách. Sách. Con học lớp mấy rồi mà sách? Lớp 1. Lớp 1 à? Mua cặp sách hả hay là mua sách? Cặp. Cặp đúng không? Rồi, con muốn mua gì nữa không? Không. Không. Ồ, rồi, ok. Nãy giờ là Trọng chở mấy bà cháu đi mua đồ về rồi mọi người. Đây. Mua rất là nhiều luôn. Khán giả xem này. Cho mua một loạt từ trên xuống dưới này. Mua gạo này, sữa này, sữa này, mì này, mì, bánh này, bột giặt, sữa tắm, nước mắm, dầu ăn, bánh trái, đường, bột ngọt các thứ, mứt tết, hạt dưa. Cháu mua đầy đủ luôn nhá. Nào Yến ra đây con đem mấy cái này vô trong nhà này Yến. Mấy cái này nhẹ này con. Thì cảm ơn, trước thì cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình của ba, và cảm ơn cháu Kiệt và cháu Trọng. Con cảm ơn tất cả cô chú Mạnh Thường Quân và chú Trọng và chú Kiệt đã giúp gia đình cháu. Con chúc cô chú Mạnh Thường Quân luôn luôn của em Mạnh ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng đây. Hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại nhà của bé Yến. Hoàn cảnh ba chị em nhỏ, mẹ thì đi lấy chồng mới, còn bố thì đi tù. Hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn. Chắc là tất cả khán giả ở đây thì ai cũng biết đến gia đình rồi. Ngày hôm nay là cũng gần Tết rồi, nên là Trọng tranh thủ Trọng quay lại đây gấp để Trọng tổng kết lại cái số tiền của Mạnh Thường Quân, rồi Trọng trao cho gia đình để gia đình có tiền đón Tết và mua đồ đặc ở trong nhà mọi người. Thì bây giờ Trọng vào trong nhà luôn nhá, mời tất cả khán giả tiếp tục theo dõi cái video này. Như trước mắt tất cả khán giả, đây là cái ngôi nhà mà gia đình mấy thế hệ ở luôn. Một bà cụ 97 tuổi, rồi bà ngoại của mấy bé, rồi mấy bé ở trong cái nhà này. Thì hôm bữa Trọng có chia sẻ lên thì cũng có nhiều Mạnh Thường Quân nói với Trọng là Trọng cố gắng giúp đỡ cho mấy bé để xây được một cái nhà tình thương đi, để sau này mấy bé lớn lên còn có nhà để mấy bé ở á. Nhưng mà với cái năng lực của Trọng thì Trọng không thể nào mà một mình Trọng không thể nào mà xây dựng được cái ngôi nhà cho bé, thì cần có sự đồng hành của Mạnh Thường Quân. Thì nên là ngày hôm nay thì Trọng cũng thông báo cho tất cả khán giả biết luôn. Nếu mà tất cả khán giả bữa giờ mà gửi tiền cho Trọng á, xíu nữa là Trọng tổng kết lại xem cái số tiền được bao nhiêu. Nếu mà đủ để gia đình xây dựng nhà mới á, thì chắc có lẽ là Trọng sẽ sử dụng cái số tiền đó để Trọng sửa lại nhà cho gia đình. Đấy, sửa lại nhà hoặc xây lại nhà cho gia đình ở. Giờ khán giả thử nghĩ đi, bây giờ bà của bé cũng già rồi mà mấy bé còn rất là nhỏ luôn. Rồi sau này thì mấy bé lớn lên rồi, giả sử bà mất đi rồi, mấy bé còn có cái nhà để mấy bé ở. Đó, Trọng chỉ nói như vậy thôi là chắc là khán giả cũng hiểu rồi. Thì bây giờ Trọng vào trong này luôn. Trọng tổng kết số tiền xong rồi chắc là Trọng sẽ trao cho gia đình một phần để gia đình xài Tết mọi người. Ừ, chào con nha. Khán giả thấy bé ngoan không? Bà con này có nhà không? Dạ có. Cháu chào bà. Dạ, con. Em chào chị nhá. Dạ. Mẹ con vẫn ở đây, mẹ con chưa có đi à? Dạ. Khi nào mẹ mới đi? Qua Tết mẹ mới đi. À, đâu, bà ra nói chuyện cùng cháu một tí bà. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chưa ăn cơm hả? Dạ. Nay con không đi học à? Dạ, hôm nay được nghỉ. Hôm nay được nghỉ. Dạ. Con sắp được nghỉ Tết chưa? Chưa. Bé không biết mọi người. Thế là bà khỏe không? Bình thường. À, vâng. Chị chưa có đi về miền Tây à bà? Chưa, tại vì mới về lâu lâu thì về một lần, thì để cho ở đây thì qua Tết mới về thì ở với con. Qua Tết mới về. À, bây giờ mẹ con về con có vui không? Dạ vui. Vui nhiều không? Dạ nhiều. Thấy bé cười lên, mẹ bé về bé vui, bé cười nhìn rất là xinh.
Con cười cho chú nghe xem nào. Con... cười cái nào. Bé cười thì nhìn cũng rất là xinh gái mọi người. Chỉ có tội cái là đi ra đồng bắt tôm bắt cá cùng bà không có bịt khẩu trang bịt khăn vô nên là nó hơi đen một tí. Nhà mình có sắm sửa đồ Tết gì chưa bà? Chưa. Chưa sắm gì luôn? Dạ. Có mua bánh kẹo quần áo mới cho mấy bé chưa? Chưa. Cháu thấy gần Tết rồi sao bà chưa mua? Chưa có tiền. Chưa có tiền mua. Bà có mua quần áo mới cho con chưa? Dạ chưa. Là chỉ có hôm bữa là mẹ của con mua cho con hai bộ thôi. Dạ. Bánh kẹo ở trong nhà mình chưa có luôn. Đâu, bây giờ Trọng vô trong nhà Trọng xem cho tất cả các nhà xem luôn. Em chào chị nhá. Chị chưa đi à? Chưa em ơi. Tính khi nào chị mới đi? Chắc là qua Tết, tại vì lâu lâu chị mới về thăm nhà một lần. Qua Tết thì mình mới đi. Đưa chú mượn cái này nào. Để em gài cho chị em mình nói chuyện nhá. Qua Tết thì mình mới đi. Bây giờ chị về chị thấy mấy bé có vui không? Có, nó vui nhiều. Bây giờ mẹ con về con có vui không? Vui. Vui nhiều không? Nhìn bé vui bé cười là khán giả thấy rồi đó. Mà Tết trong nhà mình là chưa sắm sửa cái gì luôn. Đúng rồi, chưa có sắm gì. Ôi. Đây khán giả thấy đó là nhà cửa là chỉ còn có vài ngày nữa là đến Tết thôi. Mà gia đình thì chưa có cái gì. Để em quay qua một vòng cho khán giả xem nhé. Đâu, con đi cùng chú nào Yến. Bà đi cùng cháu bà. Đây, nhà cửa chưa mua cái gì thật luôn à bà? Dạ. Mấy bữa nay bà có đi rừng được không? Bà đi xúc cá. Bà đi xúc cá à? Dạ. Bây giờ trên rừng có cái gì cho mình lấy không? Trên rừng thì bữa giờ thì tối rồi. Dạ. Yeah. Bà nấu cái gì đây? Bà nấu thuốc uống. À, nấu cái thuốc hôm bữa mà cháu đi mua cho bà đấy đúng không? Dạ. Yeah. Đây như khán giả thấy đó là chỉ còn có vài ngày nữa là đến Tết thôi. Mà bây giờ là nhìn nhà cửa là không có cái gì mọi người. Đi, bây giờ cháu đi lên trên này cho xem nào. Như tất cả khán giả nãy giờ thấy đó, chỉ còn một vài ngày nữa là đến Tết thôi. Nhưng mà gia đình là chưa có sắm sửa bất kỳ cái gì cả. Nên là ngày hôm nay Trọng lên trên này là để Trọng tổng kết lại cái danh sách mạnh thường quân. Và chắc là Trọng sẽ dắt mấy bé đi mua đồ đạc các thứ này kia ở trong nhà để đón Tết. Ngày hôm nay là chú Trọng và Mạnh Thường Quân ghé thăm nhà của Yến nè. Bây giờ là con có muốn chú Trọng mua cho con cái gì không? Con muốn mua bánh kẹo và dép và cặp sách. Con muốn mua bánh kẹo và dép và cặp sách. Đó. Quần áo mới thì con có chưa? Đã có rồi, mẹ con mua rồi. Mấy bộ? Hai bộ. Thế là em của con có quần áo mới cũng hai bộ đúng không? Dạ. Em này cũng có hai bộ luôn. Dạ. Thế là con muốn mua bánh kẹo nè, cặp sách nè, rồi dép, rồi với gì nữa? Con cứ nói ra đi, rồi chú Trọng sẽ dắt mấy chị em đi mua. Với gạo. Với gạo nữa hả? Còn Khương, con qua đây chú bảo, con qua đây chú nói nghe nè. Nhìn mấy bé này mọi người. Chút xíu nữa đi chợ cùng chú nhá, có đi không? Thế bây giờ con muốn mua cái gì? Con đọc lên cho chú nghe xem nào. Bánh. Mua bánh đúng không? Với gì nữa? Kẹo. Kẹo. Gì nữa? Dép. Dép. Với gì nữa? Sách. Sách. Con học lớp mấy rồi mà sách? Lớp 1. Lớp 1 à? Mua cặp sách hả hay là mua sách? Cặp. Cặp đúng không? Rồi, con muốn mua gì nữa không? Không. Không. Rồi, ok. Còn bé gái này luôn, Trọng phỏng vấn bé gái này luôn. Hôm nay gia đình muốn mua gì là Trọng dắt đi mua hết. Con muốn mua cái gì nào? Mua chiếc. Mua gì? Mua chiếc. Có nghĩa là mua gì bà? Mua dép. Mua dép hả? Rồi mua gì nữa? Mua gì nữa con? Mấy bé là bé nào cũng nói là mua dép này kia các thứ, tại vì những cái đôi dép mà mấy bé mang này khán giả xem này nhìn nó cũ hết trơn rồi đấy. Thế thì còn bà,
Thì bây giờ Tết đến gần tới nơi thì bà muốn, bà mong muốn có được cái điều gì? Thì bà mong muốn được có cậu ăn rồi và bột ngọt gì trong nhà thôi và bánh kẹo cho cháu ăn. Dạ. Thấy mấy bà cháu có những cái mong muốn rất là đơn giản, chỉ mong là có đủ gạo ăn rồi đủ quần áo mặc, giày dép các thứ mang là mấy bà cháu hạnh phúc rồi. Nhưng để bây giờ là Trọng thử hỏi bé Yến, bé Yến là bé lớn nhất, thì để xem là bé có cái ước mơ gì không. Hôm bữa con nói là con ước mẹ về đây ở với con đúng không? Thì chú Trọng là đã giúp con, là cho mẹ của con về đây ở cùng con rồi. Thế thì bây giờ ngoài cái điều ước đó ra, con còn cái gì, điều ước nào nữa không? Con ước được có nhà mới và cho nó ấm và cái nhà này nó sập luôn. Sao? Con nói gì? Con nói lại một lần nữa cho chú nghe xem nào. Con muốn có một căn nhà mới để ở. Con muốn có một căn nhà mới để ở. Ừ. Trời ơi, khán giả thấy bé nói kìa. Thấy thương không? Ngôi nhà này thì cũ rồi. Nhà này mưa là nó có dột nước không con? Dạ nó dột, nó ngập mưa trong nhà luôn. Nó ngập nước ở trong nhà luôn? Dạ. Ồ, khán giả nghe bé nói, khán giả thấy thương không? Bé còn nhỏ mà bé biết suy nghĩ luôn. Con ước có ngôi nhà mới để ở cho ấm áp. Tại vì nhà này là bị mưa dột rồi, mưa ngập nước rồi. Nhưng mà cái điều ước của bé thì có vẻ nó lớn lao quá nên là Trọng sẽ không thực hiện được cho bé. Còn những cái vấn đề mà bé nói là muốn mua dép mới, mua cặp sách, rồi mua mua quần áo, bánh kẹo, cái đó thì Trọng với cả Mạnh Thường Quân thì sẽ giúp được cho bé. Còn việc nhà cửa thì chắc có lẽ là để tính sau. Thì bây giờ là Trọng sẽ đọc cái danh sách Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của bà. Rồi Trọng sẽ trao một số tiền để cho bà cháu mua đồ đạc này kia các thứ, ăn uống để chuẩn bị Tết đến nha mọi người. Bà ơi, cháu nói bà nghe nhá. Chú nói cho Yến nghe luôn nhá. Dạ. Ngày hôm bữa thì chú Trọng đi vô trong đây thăm gia đình của con. Thì chú quay video lại thì khán giả ở bên chú xem video và thấy thương gia đình của con rất là nhiều. Nên là khán giả có gửi cho gia đình một số tiền. Nên là ngày hôm nay là chú Trọng lên trên này để chú trao cái số tiền này cho gia đình của con. Con hiểu không? Bà hiểu chưa bà? Vâng, số tiền này thì Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà. Thấy bà một mình mà phải nuôi 4-5 đứa cháu như vậy thì tội nghiệp bà quá. Đấy. Bây giờ là cháu sẽ đọc danh sách mà những người cho bà tiền nhá. Đây là danh sách những người mà cho bà tiền mọi người ạ. Thì cháu sẽ đọc lên. Anh, đây là cái số tiền này là số tiền ở trong đợt 1 nha mọi người nhá. Anh Tuấn Phan 7 triệu, chị Nhi ở Mỹ, San Yoseka 5 triệu, cô Việt Kiều người Pháp 5 triệu, chị Kiều Yến Hoa 5 triệu, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở Na Uy 2 triệu, cô Thu và cô Mai 2 triệu, cô Hai ở Úc 2 triệu, cô Miss Nam 2 triệu, chị Thi Trân ở Mỹ 2.335.000, chị Nguyễn Thị Nga 2 triệu, chú Lê Hoàng Thạch ở Pháp 2 triệu, chị Vàng Kim Thu ở Hải Dương 1 triệu, chị Lê Thị Thu ở An Giang 1 triệu, chị Trần Thị Hạnh 1 triệu, chị Liệu ở Sài Gòn 1 triệu, cô Hương và chú Kiên 1 triệu, chị Nguyễn Thị Nga ở Hà Nội 1 triệu, chị Trần Thị Thu Hoài 500.000, anh Lê Thanh Tùng 500.000, chị Nguyễn Thị Cẩm Hoa 600.000, anh Tuyển ở Trung Quốc 300.000, bạn HTT Nhật 300.000, chị Nguyễn Thị Thơm 200.000. Tổng số tiền toàn bộ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của mấy bà cháu là 44.735.000 nha mọi người. Thì bây giờ là Trọng cũng cầm cái số tiền này, Trọng trao cho bà luôn. Xong rồi Trọng sẽ tính tiếp. Thì bây giờ em Kiệt đưa cho anh tiền để anh trao cho bà luôn. Hiện tại bây giờ ở trên tay của Trọng đây là cái số tiền 44.800.000 nhá. Thì một cọc như vậy là 100 tờ là 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu. Ở đây là 4.800.000.
Thì bây giờ cái số tiền này thì chắc là Trọng sẽ cho bà biết. Thì bà, đây là cái số tiền mà Mạnh Thường Quân họ giúp đỡ cho gia đình của mình nhá. Vâng. Nhưng mà Mạnh Thường Quân thì có dặn cháu là khi mà trao cái số tiền này cho bà, tại vì bà cũng già rồi á, với là mấy cháu thì cũng còn đang nhỏ, nên là trao cái số tiền này thì cầm cái số tiền này thì thấy cũng rất là nguy hiểm. Bà cầm số tiền lớn như này bà có sợ không? Sợ. Bà có sợ không? Sợ đúng không? Thì Mạnh Thường Quân có kêu cháu là ra ngoài ngân hàng gửi cái số tiền này vô ngân hàng cho bà. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngân hàng đâu có làm việc đâu, nên là mình không gửi được cái tiền này vô ngân hàng. Bây giờ cháu tính thế này, thì như ngay đầu video thì Trọng cũng nói cho tất cả khán giả đó, là Trọng sẽ nhận sự đóng góp của tất cả khán giả để Trọng xây dựng lên một ngôi nhà tình thương cho mấy bà cháu ở. Thì chứ nhìn cái cảnh này thì rất là tội, nên là cái số tiền 44 triệu 800 ngàn này thì chắc là Trọng sẽ trao cho mấy bà cháu khoảng tầm 5 triệu để chút xíu nữa rồi Trọng chờ mấy bà cháu đi mua đồ Tết này kia các thứ. Còn cái số tiền khoảng còn lại là gần 40 triệu á, Trọng sẽ giữ dùm mấy bà cháu, rồi để Trọng đợi khoảng 1-2 tuần nữa rồi xem Mạnh Thường Quân họ có thương gia đình bé, rồi có giúp đỡ thêm cho gia đình bé để gia đình bé xây nhà hay không. Nếu mà giúp thêm cho gia đình bé để gia đình bé xây nhà thì Trọng sẽ đứng ra, Trọng sẽ xây dựng lên. Còn nếu mà gia đình mà không có duyên với Mạnh Thường Quân để xây nhà thì chắc có lẽ là Trọng sẽ cùng với gia đình ra gửi ngân hàng vô. Hàng tháng thì bà sẽ được rút một ít ra để bà nuôi các bé. Bà thấy cháu làm như vậy có được không? Được. Vâng. Chứ bây giờ mà cháu trao hết cái này cho bà để ở nhà bà có sợ mất không? Sợ. Sợ đúng không? Bà đi làm thì nhà cửa như thế này thì sợ. Bà đi làm thì mấy bé nó ở nhà thôi đúng không? Mấy bé đi học. Mấy bé đi học, thế thì để ở nhà thì cháu sợ mất đấy. Sợ mà. Thế nên là bây giờ là cháu cầm hộ bà nhá. Tổng nhà cửa như thế này thì sợ người ta vào người ta lấy. Vâng. Và người ta lấy, nên là cái bây giờ là cháu Trọng nói cho bà nghe là cháu sẽ giữ hộ bà, xong rồi đến 1-2 tuần nữa cháu sẽ lên cho thăm bà để xem là Mạnh Thường Quân họ có giúp cho mình nữa thì cháu đưa luôn. Đó, thì bà hiểu chưa? Tổng là 44.734.000. Thì ở đây là Trọng trao là 44.800.000 luôn. Thì đây là cái cọc này là 40 triệu. Chắc có thể là bây giờ Trọng sẽ giữ dùm bà là 40 triệu. Còn 4.800.000 này là Trọng sẽ trao cho bà. Chút xíu nữa là Trọng sẽ chờ mấy bà cháu đi chợ luôn, mua tất cả đồ đạc như Mạnh Thường Quân đã dặn. Đấy. Bây giờ cháu trao cho bà, bây giờ bà cầm 4.800.000 nhá. Đây, bây giờ là bà cầm 4.800.000 này, rồi cháu sẽ giữ cho bà 40 triệu này. Thì Trọng làm việc cái gì cái đó rất là rõ ràng nhá. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Trọng sẽ giữ dùm cho bà là 40 triệu. Đấy. Thì em Kiệt cầm lấy em. Bà yên tâm nhá, cái số tiền này cháu giữ cho bà để cho bà an toàn, bà không có mất thôi. Vâng. Thì bà cảm ơn một lần nữa, thì cảm ơn cháu Kiệt và cháu Trọng đã giúp đỡ gia đình hoàn cảnh của ba năm ba cháu. Thì một ba cậu nữa thì mua được đồ ăn trong ngày sắp Tết rồi. Không có bánh kẹo cho con cháu. Thì cô cảm ơn Mạnh Thường Quân và cháu Trọng và cháu Kiệt rất nhiều, và mong cháu Trọng và cháu Kiệt cô chúc phước cho phước hai đứa đi năm mới được bình an và được mạnh khỏe. Và Mạnh Thường Quân rất nhiều. Vâng, rồi để cháu nói chuyện cùng bé Yến một tí nhá. Ngày hôm nay thì con bỏ tay xuống nào. Ngày hôm nay thì con được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con, vậy thì con có mừng không? Mừng không? Con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đi. Con cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân và chú Trọng và chú Kiệt đã giúp đỡ gia đình con. Con chúc cô chú Mạnh Thường Quân luôn luôn có nhiều sức khỏe. Đó, khán giả thấy thương không? Bé này nãy giờ Trọng với cả chị của bé nói chuyện, bé ngủ gật luôn rồi này. Nhìn cảnh mấy chị em nhỏ nhỏ mà ngủ gật kìa, trời ơi thấy thương không? Đó, bé bị ngủ gật, bé buồn ngủ quá rồi.
Bây giờ mấy bà cháu mình cùng đi mua sắm đồ Tết nhá. Mấy bé ở nhà, bây giờ cho bé Yến cả bà đi cùng cháu. Rồi bà cháu mình đi mua sắm đồ Tết, trong nhà mình thiếu cái gì thì mình sẽ mua cái đó. Dạ. Thì bây giờ là Trọng sẽ chở mấy bà cháu đi mua sắm đồ Tết mọi người ạ. Thì Mạnh Thường Quân có dặn là Trọng mua cho gia đình là một cái xe đạp, 50kg gạo, 5 thùng mì, thịt heo, bánh kẹo và sách vở, cặp sách. Thì tại vì bây giờ là còn có vài ngày nữa là bé nghỉ Tết rồi, nên là chắc là qua Tết thì xe đạp cho bé thì chắc là để đợt sau Trọng quay lại rồi Trọng tổng kết lại rồi Trọng sẽ mua, dắt bé đi mua xe đạp. Còn bây giờ là mình sẽ đi mua trước là gạo, rồi thịt heo, rồi bánh kẹo các thứ ở trong nhà. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhé. Chào tất cả khán giả nhé. Nãy giờ là Trọng chở mấy bà cháu đi mua đồ về rồi mọi người. Đây, mua rất là nhiều luôn. Mua 3 bao gạo với cả mấy thùng mì. Cái tờ ở quán tạp hóa đó bà, cái tờ giấy đó để cháu đọc cho khán giả xem. Đây, khán giả xem này. Cháu mua một loạt từ trên xuống dưới này. Mua gạo này, sữa này, mì này, mì, bánh này, bột giặt, sữa tắm, nước mắm, dầu ăn, bánh trái, đường, bột ngọt các thứ, mứt tết, hạt dưa. Trọng mua đầy đủ luôn nhá. Nói chung là ngày hôm nay Trọng mua hết nhiều lắm. Tổng cộng là nãy giờ Trọng dắt cả tất cả mấy bà cháu đi mua là hết là 2.500.000 nha mọi người. Đây, cháu gửi cho bà. Ngày hôm nay là Trọng lên trên này Trọng trao cho bà 4.800.000. Trọng còn đang giữ của bà là giữ hộ bà là 40 triệu. Với lại là dắt bà đi mua mấy cái đồ đạc này. Để Trọng lên Trọng kéo xuống. Nào Yến ra đây, con đem mấy cái này vô trong nhà này Yến. Mấy cái này nhẹ này con. Năm thùng mì. Như là Mạnh Thường Quân họ gửi tiền, họ cũng dặn Trọng rất là kỹ, kêu là đi mua 5 thùng mì, Trọng cũng mua 5 thùng mì luôn. Mạnh Thường Quân còn dặn Trọng dắt mấy bé đi mua xe đạp á, nhưng mà cái đó thì chắc để lần sau Trọng quay lại rồi Trọng dắt mấy bé đi mua. Tết rồi cũng không gấp mọi người. Con bê 2 thùng mì này, 2 thùng hay 3 thùng nổi không? Trời, cái này là không nhằm nhò gì với mấy bé ở trên miền núi đâu mọi người. Đây bà, bê 2 này đi bà. Đây là sữa là mua cho mấy đứa trẻ nhá. Bột giặt, dầu ăn. Con đi vô đi con. Con đi vô nhà đi lên. Trời. Nào. Yeah. Hết rồi. Còn cái này là cái thùng nước của anh em Trọng. Gạo này chắc là bà không bê được đâu, để cháu bê cho. Mấy chị em này có vui không? Con có vui không Yến? Ở kia có mấy thanh niên. Có mấy thanh niên bị công an bắt mọi người. Chào anh. Ý là những thanh niên không đội nón bảo hiểm bị công an rượt bỏ chạy. Yeah.
Bao gạo này nữa là xong. Ngày hôm nay là Trọng đã quay lại thăm gia đình của bé Yến. Thì Trọng cũng đã trao tiền để cho gia đình xài Tết rồi. Với lại là Trọng cũng chở gia đình mua đầy đủ đồ ăn thức uống ở trong nhà để gia đình đón một cái Tết thật là ấm áp. Thì có lẽ là bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này. Thì có thể là qua Tết, hoặc có thể là nếu mà sớm hơn thì có thể là trước Tết Trọng sẽ quay lại đây thăm, và Trọng trao toàn bộ số tiền của Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho gia đình. Như Trọng đã nói là nếu mà đủ tiền thì Trọng sẽ đứng ra Trọng xây dựng cái ngôi nhà tình thương cho gia đình, còn không đủ thì Trọng sẽ gửi tiền đó vô trong ngân hàng cho gia đình để nuôi mấy bé. Thì bây giờ cháu về nha bà nhá. Dạ. Thì cảm ơn trước thì cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình của bà, và cảm ơn cháu Kiệt và cháu Trọng. Thì trong năm mới thì được tốt đẹp và sức khỏe nhiều, và Mạnh Thường Quân có dồi dào sức khỏe nhiều. Và cảm ơn rất nhiều Mạnh Thường Quân và cháu Trọng, cháu Kiệt. Vâng, cháu chúc bà có nhiều sức khỏe nhá. Vâng, để Trọng nói với bé Yến. Bây giờ chú Trọng đi về đây, con có muốn nói gì với chú Trọng nữa không? Dạ, con muốn nói là con cảm ơn tất cả cô chú Mạnh Thường Quân và chú Trọng và chú Kiệt đã giúp gia đình cháu. Con chúc cô chú Mạnh Thường Quân luôn luôn khỏe mạnh ạ. Bây giờ là con ước là mẹ về, thì bây giờ chú cũng đã đem mẹ về cho con rồi. Rồi con ước là có quần áo mới này kia các thứ thì cũng đã có rồi nhá. Bây giờ là con phải cố gắng học hành cho thật giỏi nghe không? Dạ. Thì có thể là qua Tết là chú sẽ quay lại đây chú thăm bọn con tiếp. Cố gắng học giỏi nhá. Dạ. Cháu chào bà nhá. Bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn mọi người. Trọng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân và tất cả khán giả đã quan tâm đến hoàn cảnh này. Thì qua Tết Trọng sẽ quay lại Trọng thăm gia đình của mấy bà cháu tiếp, và Trọng trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân. Thì một lần nữa Trọng cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều vì đã dành thời gian xem video này của Trọng. Khán giả nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Một lần nữa Trọng xin chân thành cảm ơn.